Blogger Phạm Đoan Trang, tác giả của một số sách chính luận bị cấm xuất bản trong nước, đã quyết định không tới Berlin để dự lễ trao thưởng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF hôm 12 tháng 9, vì biết rằng chính quyền Việt Nam có thể gây cản trở việc bà xuất cảnh, dù có sự can thiệp của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Tôi nghĩ là nếu mà tôi mà muốn đi thì quyền có thể cho đi, nhưng mà chắc chắn là trước khi đi thì phải ngồi đàm phán với nhau. Tôi sẽ phải chấp nhận một số điều kiện do bên chính quyền đưa ra, mà nếu tôi không chấp nhận thì không đi. Vâng, thì không muốn có đối thoại gì trong chuyện này cả, cho nên tôi cũng nhất trí là không đi đâu cả. Nhà báo bất đồng chính kiến này cho biết Đại sứ Đức có can thiệp với phía chính quyền Việt Nam, nhưng bà đã quyết định không đến Berlin để tham dự lễ trao giải. RSF hôm 29 tháng 8 đã đề cử bà, người đồng sáng lập của trang mạng online luật khoa tạp chí, giải tự do báo chí trong hạng mục tầm ảnh hưởng. Ông Daniel Bastard, trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nhận định với VOA rằng Phạm Đoan Trang là một nữ anh hùng chân chính và rằng RSF đã mời bà tham gia buổi lễ trao giải tại Berlin, nhưng chính phủ Việt Nam không cho phép bà đi ra nước ngoài. Những cuốn sách của blogger Phạm Đoan Trang được nhà xuất bản tự do phát hành gần đây gồm Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Politics of a Police State. Nhà báo Trịnh Hữu Long, tổng biên tập luật khoa tạp chí, thông báo trên Facebook rằng vì nhiều lý do nhà báo Đoan Trang không đi Đức dự lễ trao giải này và ông thay mặt bà tham dự sự kiện.